đây mà nếu mà nó kiểm tra mà không đúng là nó phạt vì mình bỏ xe của mình. Nhưng mình bỏ xe ai, xe ta đi mượn chả sao rồi. Các bạn nhớ, ta không có xe ta đi mượn là chuyện bình thường, đúng không? Cho nên các bạn phải hiểu cái điều đấy. Ví dụ nó hỏi cái xe của ai, nhiều người cũng bảo xe của tôi, thì đương nhiên là xe ông gì phải không, cho tôi xem cái chứng minh thư và cái đăng ký, thế là cứ thế là nó ngồi nó lập biên bản lên phạt các bạn, vì các bạn bảo xe của các bạn chưa sang tên đổi chủ phải phạt. Còn nếu các bạn nói thẳng là xe ta đi mượn chả làm gì, các bạn hiểu chưa? Đôi khi lắm lúc là nó cứ hay bị vào cái thế nó bị quen mồm, bảo xe đó cái xe của ai nhỉ, ô xe xe của tôi mà được phải xe ông, thế ông đưa cho tôi xem cái chứng minh thư rồi là cái đăng ký. Cảm ơn.